Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ và trước khi mà đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam Cali đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc với lại thẩm mỹ viện Cang Nam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị 714-227-5789, 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩm mỹ viện Cang Nam Cali at gmail.com thẩm mỹ viện Cang Nam Cali at gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam kali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán giả. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Để đối phó với Trung Quốc, NATO cùng với các đối tác tại Á Châu đã bắt đầu tiến gần hơn dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ bản tin từ washington cho biết bắt đầu bước qua năm thứ ba của cuộc chiến tại ukraine nato đang uh, chuẩn bị lệ thuộc vào các mối quan hệ của họ với ít nhất là bốn quốc gia đối tác tại á châu mặc dù không phải là một phần của liên minh này tuy nhiên họ gia tăng việc đối phó với nga và trung quốc trong lúc mà hai quốc gia này đang có mối quan hệ gần gũi nhằm đối phó với hoa kỳ và khối tây phương cũng như là cái uh, việc mà đối lập đối lập giữa hai quốc gia đã của bán đảo đại hàn là chống đối nhau trong cuộc à, tranh chấp tại âu châu lãnh đạo của new zealand nhật bản nam hàn à, được xem là năm à, thứ ba đã bắt đầu à, có mặt ở trong cái hội nghị của liên minh nato bắt đầu từ hôm thứ ba vừa qua ở tại washington DC trong đó à, khi đó thì úc đã gửi một phó thủ tướng của họ tới tha, tham dự vào cái hội nghị thượng đỉnh này trong khi đó thì à, trung quốc được xem là một trong những cái đề tài à, gần như là nằm nằm trong cái nghị trình của hội Thuyền nghị thượng đỉnh diễn ra ở khu vực này. Đặc biệt là tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở tây bán cầu. Việc gia tăng này thì đối tác của Âu Châu đã thấy sự thách thức trong nửa thế giới và tại à, Á Châu, nơi được xem là có một cái mức dân số đông đảo và Á Châu hiện nay đang có những thách thức cùng với lại Âu Châu và chúng tôi cần phải có những cái uh, chiến chiến lược cần thiết đó là lời của, của ngoại trưởng Hoa Kỳ là Anthony Blinken đã phát biểu ở tại viện uh, nghiên cứu chiến lược Brook uh, Brookings Institute và đây được xem là một trong những cái uh, chính sách mới nhất mà phía Hoa Kỳ đưa ra trong khi đó khi đó thì uh, phát công viên của Hội đồng An ninh Quốc gia tòa bạch ốc là Chase Sullivan nói rằng NATO đã, sẽ phải làm việc chung với các đối tác ở tại khu vực Indo-Pacific và sẽ có một số những dự án mới trong đó bao gồm luôn cả vấn đề của Ukraine, vấn đề về trí tuệ nhân tạo và kể cả vấn đề liên quan tới disinformation và an ninh không gian mạng. Và hiện nay có những cái sáng kiến khác nhau. Tuy nhiên mục tiêu vẫn đề giống nhau, chúng tôi vẫn tiếp tục gia tăng cái khả năng của các nền dân chủ và chúng tôi cũng chia sẻ những thách thức ông Sullivan đã phát biểu như trên và các quốc gia đã chia sẻ sự lo ngại về an ninh trong việc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong đó, Washington tìm cách gọi là ngăn chặn cái tham vọng của Bắc Kinh, Bắc Kinh đang thách thức cái quyền lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới cũng như là chính quyền quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm cách gọi là thúc đẩy một cái chính sách về tăng cường quốc phòng trong đó mà phía cộng sản cho rằng là phía Hoa Kỳ và liên minh của Tây Phương đang cố tình thúc đẩy một cái tư tưởng chiến tranh lạnh. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất trong phiên họp của NATO trong tuần lễ này diễn ra tại Washington DC. Cùng một lượt thì đài CNN báo cáo Trung Quốc và Belarus đã thực hiện các cuộc tập trận ngay trong lúc mà NATO đang có những cái cuộc họp ở tại Washington DC cũng như là sát biên giới của các quốc gia EU. Belarus và Trung Quốc đã khởi động một cuộc tập trận kéo dài 11 ngày từ hôm thứ hai. À, giới đề truyền thông của Belarus cho biết như trên và các cuộc tập trận này chỉ vài dặm cách biên giới của Ba Lan theo tường trình của một thành viên của nato đã cho biết như trên và cuộc tập trận được mang tên là chống khủng bố nhằm huấn luyện các cái khả năng gọi là tinh nhuệ giữa belarus và của trung quốc trong đó họ sẽ làm việc chung để có thể có được một cái chiến lược chống khủng bố tốt hơn bất kỳ một khu vực nào trên thế giới tình trạng đều trở nên phức tạp hơn và cần phải nghiên cứu tất cả các cái platform và thực hiện các cuộc chiến và chúng tôi sẽ làm việc để đối phó với tình trạng đe dọa mới đó là lời phát biểu của denis được xem là một tư lệnh của Belarus đã phát biểu trong cuộc tập trận này. Đây là cuộc tập trận mà phía Trung Quốc và phía của Belarus đã thực hiện cách biên giới của Belarus và Ba Lan là khoảng 40 dặm và cả, từ ở thủ đô Minsk của Ukraine, xin lỗi thủ đô Minsk cũng như là ở gần Ukraine và cuộc tập trận này diễn ra giữa lúc mà Nga vẫn tiếp tục xâm lăng Ukraine. Trong, trong khi đó thì Bắc Kinh và phía Minsk đã tuyên bố là họ sẽ tách chặt các mối quan hệ trong những năm gần đây dưới quyền lãnh đạo của tập cận bình và nhà lãnh đạo của Belarus là ông Alexander Lukashenko gần như là những đồng minh thân cận của Nga, tức là ông Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc tập trận chống khủng bố này được thực hiện sau khi mà có chuyến viếng thăm của ông Zelensky tới Warsaw, nơi mà ông ký một cái hiệp ước an ninh với lại thủ tướng của Ba, ba Lan là ông Donald Tusk và cuộc tập trận bắt đầu giữa lúc mà phía NATO đang có một cái hội nghị thượng đỉnh đánh dấu năm thứ 75 ngày thành lập liên minh ba quân sự Bắc Đại Tây Dương diễn ra tại Washington DC. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, chính quyền của Joe Biden đã đóng đồng ý là sẽ chuyển các cái loại loại bom 500 pound tới phía cho Do Thái. Bản tin mới nhất cho biết Hoa Kỳ đã bắt đầu uh, giải tỏa cái việc mà ngưng lại và việc chuyển các loại bom nặng năm pound mà chính quyền cho bên trước đây đã từ chối không chuyển cho trung cho phía của do thái và giờ đây họ đã đồng ý theo tường trình của tàu Street Journal đưa ra vào ngày thứ tư các loại bom này được xem là bị trì hoãn bởi tình trạng giảm đi tờ, việc gọi là thiệt hại tờ, sinh mạng của thường dân Tuy nhiên, trong ngày thứ tư, thì một viên chức của Hoa Kỳ cho biết loại vũ khí này đang trên đường được chuyển tới phía của Do Thái. Trong khi đó, thì loại bom nặng hơn 2.000 pound vẫn tìm đang bị giữ lại và đang được duyệt xét. Trong tháng 6, thì Thủ tướng của Do Thái là ông Benjamin Netanyahu đã đã bỏ một đoạn video trên trang mạng xã hội và kêu gọi chính quyền Joe Biden đã cố tình giữ lại các loại vũ khí hỗ trợ cho Do Thái. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã bác bỏ những lời cáo buộc của ông Netanyahu và nói rằng mọi thứ đều di, 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 di chuyển một cách bình thường. Trong khi đó, thì ông Netanyahu nói rằng ông cảm thấy tự tin là họ sẽ hoàn thành tất cả cái sứ mạng của họ nếu như họ cần có được những vũ khí cần thiết. Trong khi đó, <laughs> thì ông cáo buộc chính quyền Joe Biden giữ lại các loại bom 500 pound và 2.000 pound, gây khiến cho ông gặp khó khăn trong cuộc chiến gọi là chống lại Hamas ở giải Gaza. Trong khi đó thì ông cho bên cho biết rằng là việc giữ lại loại bom 2.000 pound này là họ cân nhắc để cho loại bom này không gây tác hại tới thường dân vô tội ở giải Gaza. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty Neuralink của ông Elon Musk đã bắt đầu làm việc để bắt đầu cấy vào não con người các cái uh, chip điện tử và các cái thiết bị điện tử Neuralink được xem là một công ty chuyên về cái uh chip điện tử cấy vào não con người của ông Elon Musk hiện đang làm việc với một thiết bị mới mà tin rằng có thể sẽ có được ít nhất là phân nửa cái giai đoạn mà giúp cho con người có thể à, điều khiển được tất cả những cái cơ bắp trên 10 người trong lúc mà họ bị bại liệt. Công ty này đang làm việc với à, tinh thần mà họ nói rằng là đang đối phó với những tiềm năng được xem là có thể gây nguy hiểm khi cấy những cái chip này vào não bộ con người và hiện nay thì à, họ đang đo lường cái mức máu ở trong các bệnh nhân tình nguyện và việc này sẽ được à, chính thức đưa lên trên trang platform X và New cho biết là họ đang làm việc với lại phía của chính quyền chính quyền Hoa Kỳ và Bộ Y tế cũng như là FDA để từng bước một có thể thử nghiệm cái việc mà cấy các con chip vào não con người giúp cho những người không có khả năng điều khiển bắp thịt của mình vẫn có thể làm được điều này qua các con chip điện tử đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, đài truyền hình CNN đã cắt giảm 100 việc làm trong tất cả các chương trình TV để tập trung vào chương trình online của họ. Công ty truyền thông CNN, tức là Cable News Network, sẽ cắt giảm 100 việc làm là một phần trong dự tính là sẽ tái cấu trúc lại tất cả nhân viên của họ nhằm thúc đẩy các cái việc mà phát hình online nhiều hơn là trên hạng thông à, trên cái chương trình TV của họ theo tường trình của hãng thông tấn Reuters đưa vào ra vào ngày thứ tư và CNN cho biết rằng họ đã gửi một cái bản memo cho tất cả các nhân viên và thúc đẩy việc cải tổ này trong đó họ nói rằng là các cái chương trình pay per view hoặc là những cái chương trình trên kế bộ sẽ được giảm tất cả những nhân viên trong đó họ sẽ tăng cường nhân viên làm việc trong các mạng digital theo tường trình của tổng giám đốc điều hành là Mark Thompson đã nói với các nhân viên trong bản ghi nhớ chúng ta sẽ xây dựng hàng tỷ mỹ kim cho cái thương mại về điện tử trong tương lai ông đã viết trong một cái mê mô như trên Thompson là cựu à, điều hành của tờ New York Times và giám đốc điều hành của BBC trước đây đã chính thức nhận chức tổng giám đốc điều hành của CNN vào tháng 10 năm ngoái và tìm cách thúc đẩy cái mức bán về quảng cáo cũng như là cái lượng à, gọi là người xem của CNN CNN đã bắt đầu có những cái <laughs> à subscription tức là có những người ghi danh cho cái chương trình cnn.com nằm trên cái trang điện tử của họ và cái server riêng về video của họ thay vì sử dụng cái video của và cái platform của YouTube và điều này thì CNN đã có bắt đầu sự chuyển đổi trong đó có rất nhiều những nhân viên làm việc trong các cái hệ thống TV bình thường đã bị sa thải và trong đó họ sẽ tăng cường rất nhiều những nhân viên làm trong cái mạng lưới digital của họ tức là cnn.com ở trên mạng điện tử đó là một trong những cái chi tiết thay đổi trong đài truyền hình cnn cùng một lượt trong ngày hôm nay thì ba tiểu bang đã nộp đơn khẩn cấp về yêu cầu phía của tối cao pháp viện là ngưng lại cái chương trình ân xá nợ sinh viên của Joe Biden. Bản tin mới nhất cho biết đã có 3 tiểu bang yêu cầu tối cao pháp viện của Hoa Kỳ bước vào để ngăn chặn chính quyền Joe Biden trong việc mà họ tìm cách gọi là xóa đi các món nợ của sinh viên trong một cái đơn khẩn cấp nộp ngày 5 tây tháng 7 vừa qua, các tiểu bang gồm có South Carolina, Texas và Alaska đã thỉnh cầu phía tối cao pháp viện là ngưng lại cái đạo luật gọi là Saving of Valuable Education hay còn gọi tắt là SAVE trong đó gần như là cho phép ân xá một số nợ của sinh viên. Chương trình này đã quyết định dành cho những sinh viên vay nợ mà có được cái khả năng và trong đó họ được xem là những sinh viên có lợi tức thấp không thể trả được món nợ của họ một cách nhanh chóng và chương trình trả nợ này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tây tháng 7 và trong đó sẽ cắt giảm rất nhiều cho những sinh viên được xem là đã tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp 10% phần trong cái lợi tức của họ và cắt giảm xuống còn 5% đây được xem là một trong cái chiến lược của cho nhằm kiếm phiếu của giới trẻ Tuy nhiên thì các thứ ban cho rằng chương trình giảm tất cả những cái món là tiền lời cũng như là các món nợ của sinh viên sẽ gây tổn thương cho cái ngành giáo dục của tiểu bang đó là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới tình hình mà phía các tiểu bang này đã phản đối cái chính sách về giảm nợ hoặc là xóa nợ của Joe Biden đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay hạ viện đã thông qua một cái dự luật do các thành viên đảng cộng hòa đệ trình trong đó buộc phải chứng minh cái quyền công dân trước khi đi bỏ phiếu và trong đó đã bị phản đối mạnh mẽ bởi phía đảng dân chủ các thành viên của hạ viện đã bỏ phiếu trong ngày thứ tư và thông qua một cái dự luật trong đó buộc phải chứng minh mình là công dân của Hoa Kỳ trước khi mà ghi danh bầu cử trong bản kế hoạch mà phía Đảng Cộng hòa ưu tiên cho cuộc bầu cử năm nay nhằm xác định cái tính chất minh bạch của cuộc bầu cử và ngăn chặn tình trạng những người không phải là công dân Hoa Kỳ và những kẻ bất hợp pháp không thể ghi danh bầu cử trong cuộc bầu cử của liên bang và dự luật này đã được chấp thuận theo lời đảng và trong đó gần như là đã có thêm 5 thành viên của Đảng dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ cho cái dự luật này và trong đó bây giờ có thể sẽ bị ngăn chặn trên sàn thân viên chính quyền của Joe Biden đã mạnh mẽ phản đối cái dự luật này và nói rằng họ sẽ phủ quyết dự luật này nếu như dự luật này được đặt trên bàn của ông Joe Biden. Trong khi đó thì các thành viên của Hạ viện à, thuộc Đảng Cộng hòa nói rằng đây là cơ hội để mang cái sự minh bạch về cuộc bầu cử cũng như là ngăn chặn tình trạng kẻ bất hợp pháp có thể à, tham gia vào bầu cử và điều này đã diễn ra sau khi mà cựu tổng thống Trump trước đây từng cáo buộc là có những kẻ không có quốc tịch đã tham gia bầu cử trong cuộc bầu cử năm 2020. Chủ tịch của Hạ viện là ông Mike Johnson nói rằng đây là một dự luật cần thiết để nhấn mạnh sự minh bạch của cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ và có rất nhiều những thành viên của Đảng chủ mong muốn rằng có sự bỏ phiếu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử liên bang, họ muốn những kẻ bất hợp pháp này được bỏ phiếu, đó là lời phát biểu của ông. Và Ông nói rằng đây là một cái dự luật cần thiết để có thể chấn chỉnh lại cái việc mà bầu cử tại Hoa Kỳ. Trước đó các bạn báo cáo cho thấy từ Georgia cho tới một số tiểu bang khác đã phát hiện tình trạng những lá phiếu được bầu trong đó gần như là không hề có cái uh, việc gọi là người những người bầu cử này đã có những cái hành động đã, đã có được cái quyền quốc tịch và theo tường trình của bản báo cáo cho biết năm 2022 thì tổng lý văn phòng của tiểu bang Georgia là Brad Raffensperger đã thực hiện một cuộc thanh sát tất cả những cái lá phiếu cử tri, trong đó họ phát hiện ra 1.634 phiếu đã ghi danh bầu cử trong vòng 25 năm qua và những cái này là không đủ điều kiện để bầu cử. Trong khi đó thì ở North Carolina năm 2016 cũng đã phát hiện được ít nhất là 41 phiếu của những di dân chưa có quốc tịch đã tham gia bỏ phiếu, gần như là những cái Phát hiện này đã dẫn tới tình trạng mà Đảng Cộng hòa muốn chấn chỉnh lại việc mà đi bỏ phiếu cho cho cuộc bầu cử của liên bang là những người có quốc tịch mới được phép đi bầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một bản báo cáo cho biết chủ tịch khối đa số tại thượng viện ông Chuck Schumer đã bắt đầu nói chuyện với các nhà quyên góp của Đảng Dân chủ về tình trạng có thể là loại trừ Joe Biden ra khỏi cuộc tranh cử năm 2024. Chủ tịch của khối đa số tại Thượng viện là ông Chuck Schumer đã, đã được báo cáo là đã đưa ra dấu hiệu với các nhà quyên góp của đảng Dân Chủ là ông ta sẽ mở ra việc thảo luận liên quan tới việc ông Joe Biden có tiếp tục đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử vào tháng 11 hay không. Ông Chuck summer được xem là thành viên cao cấp của đảng Dân Chủ tại Sàn Thượng Viện, à, vốn là người đã lên tiếng ủng hộ cho ông Jordan. Và hiện nay gần như ông ta đã bắt đầu lui lại cái việc ủng hộ này bằng cách là ông ta đã thảo luận với một số những nhà quyên góp của đảng Dân Chủ giữa lúc mà đảng dân chủ đang có cái tình huống gia tăng việc kêu gọi ông Joe Biden phải chấm dứt cuộc tranh cử của ông bởi vì cho rằng ông sẽ không thắng được ông Donald Trump trong tháng 11 và điều này dẫn tới việc mà phía của đảng dân chủ đã có sự chia rẽ trầm trọng và hiện nay thì ông Biden đã gửi một lá thư cho các thành viên của đảng dân chủ vào ngày thứ hai trong đó ông ta kêu gọi là không nên thảo luận về cái cuộc tranh luận vừa qua của ông ta và tập trung vào việc đánh bại ông Donald Trump trong khi đó thì các tờ báo thuộc khuynh tả và thiên tả cho thấy rằng là bà phó tổng thống Kamala Harris hoặc là thống đốc California có thể sẽ là những người thay thế vị trí của ông Joe Biden. Và trong số tất cả những nhà quyên góp thì được xem là mega donor của đảng Dân Chủ cũng đã lên tiếng và nói rằng họ sẽ ngưng đóng góp cho đảng Dân Chủ cho tới khi nào mà thay thế ông Joe Biden bằng một người khác. Các nhà lập pháp, các nhà quyên góp đang chờ đợi một cái dữ liệu mới và trong đó Họ nói rằng họ có cái nhìn tiêu cực về Joe Biden và nói rằng Joe Biden sẽ không thắng được ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Mặc dù rằng Họ đã thấy dấu hiệu tích cực của ông Joe Biden trong cái buổi lễ khai mạc của NATO vừa qua. Tuy nhiên, yếu tố này vẫn không đủ để thuyết phục họ là tiếp tục ủng hộ cho ông ta tái tranh cử trong năm 2024. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Joe Biden đã gặp gỡ với bác sĩ thần kinh tại Tòa Bạc Đốc vào ngày 17 tây tháng 1 sau khi bị áp lực bởi công chúng và phát ngôn viên Tòa Bạc Đốc đã xác nhận chuyện này ông Tổng thống Joe Biden đã gặp gỡ với lại một bác sĩ thần kinh học tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 17 tây tháng Giêng để có một cuộc kiểm nghiệm về thần kinh và kết quả vẫn chưa được báo cáo sau một tháng sau đó theo tương trình của Tòa Bạch Ốc đưa ra. Tin tức này đã được xác nhận bởi phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Karen Jean-Pierre sau khi bà này đã bị áp lực rất nhiều bởi các ký giả đặt câu hỏi về tình trạng bác sĩ thần kinh đã viếng thăm tòa Bạch Ốc nhiều lần và dường như là bên phía tòa bà Ốc đã không đưa đầy đủ các thông tin về vấn đề này. Khi mà hãng thông tấn AP gọi ra hỏi về cái cuộc gặp gỡ này trong đó dựa trên cái whistleblower uh, logs tức là cái cuốn sổ ghi lại tất cả những ai thăm viếng tòa Bạch Ốc thì cho thấy rằng là uh, bác sĩ và chuyên gia về thần kinh học là Kevin Cannat cùng với lại bác sĩ riêng của ông Joe là Kevin O'Connell đã có cuộc thảo luận riêng về tình trạng sức khỏe của ông ta và việc này đã diễn ra bắt đầu từ tháng 7 năm 2023 và kéo dài cho tới tháng uh, 3 năm 2024 và những dữ liệu này đã không được đặt câu hỏi và tôi nói rất rõ Đàn. trong ngày 17 tây tháng 1, thì đã có cuộc gặp gỡ với bác sĩ O'Connell và bác sĩ Cano về tình trạng sức khỏe và tâm lý của ông tổng thống John Pierre đã phát biểu trong một bản statement vào ngày thứ ba và ít nhất có 3 lần tổng thống đã gặp gỡ với lại bác sĩ Kano và mỗi một lần đều kiểm tra tâm lý của ông và tất cả những cái kết quả của bản kiểm tra kiểm tra này đã từng đưa ra trước công chúng. Tuy nhiên thì hiện nay không ai biết được bản kiểm tra này như thế nào và năm nay 81 tuổi ông Joe Biden đang đối diện với lời kêu gọi của rất nhiều thành viên đảng dân chủ kêu gọi ông ta ngưng tái tranh cử bởi vì tình trạng sức khỏe của ông ta và nhận thức đã suy kém đi. Tuần trước thì John Pierre lên tiếng cho biết là ông Joe Biden không hề có một cái việc kiểm tra nào với những bác sĩ ngoài bác sĩ của tòa Bạch Ốc và hiện nay thì ông ta đang gặp gỡ với một số thành viên của Đảng Dân Chủ trước đó là các thống đốc của Đảng Dân Chủ và giờ đây trong tuần này ông ta sẽ gặp gỡ với các thị trưởng của uh, đảng Dân Chủ ở trên toàn quốc để mà tìm cách củng cố rằng ông ta là người duy nhất đánh bại ông Trump. Đây được xem là một trong những cái bản xác nhận chính thức từ tòa Bạch Ốc cho thấy là đã có sự kiểm tra về thần kinh của ông Joe Biden. Tuy nhiên, nội dung và kết quả của bản kiểm tra này vẫn chưa được công bố một cách đầy đủ cho công chúng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một ủy ban tại Hạ Viện đã chính thức tống trác cho phụ tá của Joe Biden về tình trạng sức khỏe của ông ta. Bản tin mới nhất từ ở phía Hạ viện cho biết là một trong những đại diện của Đảng Cộng hòa và nằm trong cái ủy ban giám sát của Hạ viện đã chính thức tống trác hầu cho ba nhân viên của tòa Bạch Ốc trong ngày thứ tư, đòi hỏi họ phải ngồi xuống thẩm vấn liên quan tới tình trạng sức khỏe của ông Joe Biden. Theo tường trình của tờ báo Axios đã cho biết như trên, các thành viên trong cái ủy ban giám sát của Đảng Cộng hòa đã đưa ra dấu hiệu cho thấy rằng họ sẽ tìm cách giám sát lại ông tổng thống 81 tuổi về điều kiện sức khỏe của ông được xem là bị suy yếu trong vài tháng qua và trong đó đặc biệt là cái hành động gọi là lúng túng của ông ta cũng như là mất bình mất mất bình tĩnh của ông ta và bất bình thường của ông ta trong cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 với lại cựu tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden vẫn từ chối không cung cấp tất cả những cái hồ sơ bình lý của ông ta và giờ đây thì có ít nhất là ba viên chức trong tòa bạch ốc đã nhận được trác hầu và họ sẽ ra cuộc điều trần kính trả lời thẩm vấn với lại ủy ban giám sát của hạ viện và trong đó được biết là những người này gồm có Anthony Bernal à, là vốn là một à, phụ tá hàng đầu của bà đệ nhất phu nhân à, bà Joe Biden Người thứ hai là phó động lý văn phòng là Annie thomas Tomasini và người thứ ba là cố vấn cao cấp là Ashley William. Ba người này sẽ nhờ đã nhận được cái trác hầu của phía Hạ viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. <laughs> và cũng liên quan tới Joe Biden ngày hôm nay ngay sau khi mà đứng ra tổ chức và làm chủ trì cho một cái buổi gây quỹ của Joe Biden tại Los Angeles, nam tài tử đoạt giải Oscar là ông George Clooney đã lên tiếng và kêu gọi ông Joe Biden nên chấm dứt cuộc tái tranh cử chỉ một tháng sau khi mà thực hiện một cái cuộc gây quỹ cho ông tổng thống Joe Biden, nam tài tử Joe Clooney uh, đã thay đổi cái vị trí của anh ta và trong đó kêu gọi đảng nhân chủ là không nên để cho ông Joe Biden tái tranh cử vào tháng 11 sắp tới đây bởi vì sẽ không thắng được ông Trump vốn là một nam tài tử đoạt giải thưởng Oscar của Hoa Kỳ. Trong cái lời phát biểu ở trên tờ New York Times vào ngày thứ tư, anh lên tiếng và nói rằng tôi rất yêu thích Joe Biden, một thượng nghị sĩ và là phó tổng thống và giờ đây là tổng thống. Tôi đã xem ông ta như một người bạn, tôi tin tưởng vào ông ta, tin tưởng vào cái con người của ông ta tin tưởng vào đạo đức của ông ta. Trong vòng 4 năm qua, ông ta đã làm rất nhiều việc và có rất nhiều cuộc chiến mà ông ta phải đối diện. George Clooney đã viết như trên. Tuy nhiên, trong một cái trận chiến, ông ta không thể thắng được là lần này. Và không có thể nào mà ông ta chiến thắng được. Ông George Clooney đã giúp cho Joe Biden gây quỹ lên tới 30 triệu Mỹ Kim vào tháng trước trong một cái cuộc gây quỹ mà trong đó bao gồm có sự hiện diện của cựu tổng thống Barack Obama cựu tổng thống Bill Clinton và nữ tài tử Julia Roberts. Tuy nhiên, thì trên tờ New York Times, Chuck Rooney thừa nhận rằng ông đã thay đổi sau khi mà à, gặp gỡ với Joe Biden trong cái sự kiện này. Và điều này rõ ràng, Joe Biden tôi đã thấy rõ ràng trong 3 tuần lễ trước đây, trong cuộc gây quỹ là Joe gần như đã, đã không còn giống như ông Joe Biden của năm 2010 ông ta cũng không phải là ông Joe Biden của năm 2020 và ông ta không giống người đàn ông mà chúng ta đã chứng kiến trước đây sau khi mà có cuộc tranh tranh luận ông Jokulni đã biết viết như trên và đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng mới nhất của một nam tài tử từng đứng ra chung với lại Julia Roberts để tổ chức buổi gây quỹ cho ông Joe Biden lên tới 30 triệu Mỹ kim vào tháng trước tuy nhiên ngay sau khi mà ông Joe Biden xuất hiện trong cuộc tranh luận với ông Trump thì George Clooney đã thay đổi ý định và kêu gọi ông Joe Biden là chấm dứt cuộc tái tranh cử của ông ta nhường lại cho một người khác. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và không những là George Clooney mà ngay cả một đồng minh thân cận của Joe Biden trên sàn Hạ Viện Cựu chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi đã lên tiếng và nói rằng ông Joe Biden còn thời gian rất ngắn để quyết định là có quyết định tái tranh cử hay không. Cựu chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi trong ngày thứ tư đã đưa ra những dấu hiệu được xem là khá hỗn loạn trong việc mà ông tổng thống Joe Biden nên ở lại cuộc tranh cử hay sẽ chấm dứt cuộc tái tranh cử của ông ta. Đảng Dân Chủ đã rơi vào cơn hỗn loạn sau khi mà ông già 81 tuổi này đã gây ra một cái thảm họa ngày 27 tây tháng 6 vừa qua khi mà có cuộc tranh luận với cựu tổng thống Donald Trump Được xem là người đại diện chính thức của đảng Cộng Hòa Và hiện nay lệ thuộc vào tổng thống quyết định là có tiếp tục ra tranh cử hay không Chúng tôi chắc chắn rằng quyết định này lệ thuộc vào ông ta Tuy nhiên thời gian đã không còn nhiều Đó là lời phát biểu của bà Nancy Pelosi Đã đưa lên trên đài truyền hình MSNBC Và nhắc nhở rằng Joe Biden đã à, vẫn có cái lời tuyên bố là tiếp tục ở lại cuộc đua Tuy nhiên bà Nancy Pelosi có vẻ như Đã không muốn ông ta Đưa ra cái quyết định mà được xem là Duy trì từ trước tới nay Tôi muốn ông ta làm tất cả những gì mà ông ta quyết định Và đây, đây là đường hướng như vậy Và những gì ông ta quyết định Chúng tôi sẽ đứng sau lưng của ông ta Đó là lời phát biểu của bà đưa ra Sau khi mà bà ta chứng kiến lời phát biểu của ông Joe Biden Ở trên cái buổi khai mạc Của liên minh NATO diễn ra tại Washington DC Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố gần như là có vẻ là rút lại cái sự ủng hộ chắc chắn của bà Nancy Pelosi bà với ông Joe Biden và giờ đây dường như bà đã mở ra cánh cửa tương tự như vậy ở trên sàn thượng viện. Chuck Schumer cũng được xem là đồng minh thân cận của ông Joe Biden hiện nay cũng đã gặp gỡ với một số những nhà quyên góp của đảng dân chủ đang tìm cách thảo luận về việc Joe Biden có nên tiếp tục tái tranh cử hay không. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Con trai Úc của cựu Tổng thống Trump là Ben Trump đã chính thức ra mắt với công chúng trong cuộc rally vào ngày hôm qua và được ông Trump giới thiệu một cách hài hước. Bản tin mới nhất cho biết, người con trai Úc của cựu Tổng thống Trump đã chính thức xuất hiện trong cái chiến dịch tranh cử của ông. Ben Trump đã đón nhận một cái tràng vỗ tay rất dài khi xuất hiện cùng với thân phụ của mình ở tại Doral, Florida trong tối ngày hôm qua và gần như là được hoan nghênh rất nhiều bởi những người ủng hộ cho ông trump đây là lần đầu tiên mà anh ta, cậu bé này đã hoàn tất lần đầu tiên có phải hay không ông trump đã nói về pian trump trong lúc mà khán giả ở dưới vỗ tay rất nhiều và ông ta anh chàng này sẽ nổi tiếng nổi tiếng còn hơn cả don trump don junior và eric trump và chúng ta sẽ nói về vấn đề này và don chúng ta sẽ nói về vấn đề này với lại beren trump đây là lời phát biểu của ông trump và Berlin hiện nay rất là tốt và đón chào tới cái cái hiện trường ngày hôm nay và ông Trump lên tiếng nói rằng à, cuộc sống của Biden đã rất dễ nhẹ nhàng và tuyệt vời. Tuy nhiên thì bây giờ đã có sự thay đổi lớn. Cựu Tổng thống Trump đã xác nhận rằng Biden sẽ à, học đại học và, và bắt đầu chọn những cái môn học của mình và sự chọn lựa này sẽ không được ông Trump sẽ không xen vào. Trước đó ông đã ca ngợi đứa con trai 18 tuổi này là một đứa con trai rất thông minh và ông nói rằng đứa con trai này đã cho ông rất nhiều những lời khuyên về chính trị, đây là lời phát biểu quan trọng và gần như là cậu bé này đã ra cho tôi rất nhiều rất nhiều những lời khuyên kể từ khi mà tôi bắt đầu tái tranh cử và cậu bé này là một cậu bé thông minh và cậu bé này không có lắng nghe nhiều. Tuy nhiên cậu bé này là một cậu bé rất tuyệt vời và được xem là cao ráo và được có một cái dáng dấp rất tốt và dường như nó đang rất thích về chính trị. Đây là lời phát biểu của ông Trump giữa lúc mà Barron Trump lần đầu tiên đã được thân phụ giới thiệu trên sân khấu và xuất hiện chung với thân phụ trong cái cuộc rally ở tại Florida. Và điều này có nghĩa là Barron Trump đã chọn bước chân vào con đường chính trị đúng sau khi cậu lên tới qua khỏi cái tuổi 18 và chuẩn bị bước chân vào đại học. Đây được xem là một trong những cái lần xuất hiện mới nhất và được xem là chính thức của Biden Trump, con trai út của cựu Tổng thống Trump và bà đệ nhất phu nhân Melania Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.